Xin chào mọi người nhá. Đồ gỗ Khương Điểm em hôm nay xin giới thiệu tới mọi người một siêu phẩm nhá. Siêu phẩm chất liệu là gỗ mun sừng Khánh Hòa nhá, hay còn gọi là mun đen. Đấy, kích thước cao là 78, ngang là 58 và sâu là 55 phân nhá. Di lạc ngồi dưới gốc cây tùng, kiểu tặng nhá, đây là 9 tiểu đồng. Bên cạnh này em được một chú nghê nhá. Ôm đá tự nhiên luôn nữa các anh em. Đây phần quay chi tiết vào đây, mời các bác ngắm chi tiết cụ thể. Rất là kênh bong sắc lem nhá. Rất là kênh bong luôn. Đấy, ôm đá tự nhiên nhé. Và có hòn đá chân cụ đặc viên này em đã ráp vàng Đài Loan rồi. Đấy, mời các bác thưởng thức. Đấy, những chú tiểu đồng này lăn bò cầm dây tiền. Rất là kênh luôn nhé, đục rất kênh. Đây, bên cạnh đây em đục một chú nghê nhé. Rất là kỹ. Bạn quay cả phần tán tùng cho các bác ngắm. Và em đã lên tủ kính rồi nhé. Lên tủ kính rất là VIP luôn. Bác nào quan tâm chi tiết thì kết bạn với em nhé, Zalo 0943186863 nhé, em sẽ gửi cụ thể hơn. Đấy, rất là lét luôn, rất chi là lét và kênh bong nhé các bác nhé. Chi tiết thì kết bạn Zalo với em nhé, em sẽ gửi hình chi tiết.